Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 3 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021. Gặp gỡ gia đình có nhiều đảng viên tiêu biểu ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi. Tăng cường giao dịch các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Các địa phương đơn vị tăng cường thực hiện phòng dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cảnh báo tai nạn giao thông tăng dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 3 tháng 2, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ khi ra đời năm 1930 do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua sóng gió, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, vững bước đi lên hội nhập quốc tế như lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng, đặc biệt sự kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 vừa thành công tốt đẹp. Sáng nay, tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên dự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đón tiếp các đoàn đến chúc mừng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn đại biểu của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đoàn thể, các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy đến tặng hoa chúc mừng tỉnh ủy. Thay mặt tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm và tình cảm tốt đẹp của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh và các ban xây dựng Đảng đã dành cho tỉnh ủy nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt vai trò của mình, tích cực tham mưu cho tỉnh ủy những chủ trương giải pháp để lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp sức xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng đổi mới, giàu mạnh. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021 và chào đón năm mới xuân Tân Sửu, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, đảng viên tiêu biểu tại huyện Văn Lâm. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đến thăm và tặng quà ông Đào Văn Dễ, 98 tuổi, ở thôn Tăng Bảo, xã Tân Quang. Ông Dễ là cán bộ nghỉ hưu, huy hiệu 70 năm tuổi đảng, thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Nhân, 74 tuổi, là nạn nhân chất độc da cam ở thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng quà, ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của các cụ. Đồng chí chúc các cụ cùng gia đình đón xuân mới vui vẻ hạnh phúc, nêu cao gương sáng để con cháu học tập và noi theo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đã đến thăm tặng quà chúc Tết đảng viên cao tuổi đảng, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Đoàn đã đến thăm tặng quà ông Nguyễn Sinh Thượng, đảng viên 75 tuổi đảng ở phường Phùng Chí Kiên, ông Nguyễn Thế Truyền, đảng viên 65 năm tuổi đảng ở xã Cẩm Xá, ông Phạm Văn Châu là thương binh ở xã Hòa Phong, ông Nguyễn Văn Trấn là thương binh ở phường Minh Đức. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thương binh, những đóng góp của các đồng chí đảng viên cao tuổi đảng. Đồng thời, mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, động viên các thế hệ con cháu cùng với nhân dân địa phương tích cực lao động học tập, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Nhân dịp này, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đi thăm tặng quà của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các đảng viên 55 năm tuổi đảng, gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Phù Cừ và Kim Động. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 1 năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đại biểu đã được nghe phổ biến thông tin các chuyên đề, thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổng quan về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021. Thời gian tới,
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các đơn vị địa phương, đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thành tựu nổi bật về công tác đối ngoại năm 2020. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tăng cường tuyên truyền chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Các chính sách về an sinh xã hội, chăm lo Tết vì người nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, công tác giao nhận quân năm 2021. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021, xin giới thiệu về gia đình có nhiều đảng viên tiêu biểu ở thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi. Gần 100 tuổi đời và 75 năm tuổi đảng, cụ Đặng Đình Niệm nay mắt đã mờ, chân đã chậm, nhưng vẫn nhớ từng con số gắn với quá trình hoạt động cách mạng của mình. Trong ngôi nhà của cụ vẫn vang lên tiếng radio đang tường thuật trực tiếp chương trình bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Cụ giải thích, tuổi già có cái đài làm bạn cho đỡ buồn lúc con cháu vắng nhà, và nhờ có đài tiếng nói Việt Nam mà cụ thường xuyên nắm bắt được thông tin thời sự, chính trị trong nước, quốc tế. Cái hồi đó thì đảng viên thì rất ít, ở cái địa phương này thì có mỗi mình tôi thôi. Tuổi thanh niên thì nó hăng hái, cho nên là mọi việc là xung phong làm. Cho nên là được kết nạp trước, được kết nạp là rất phấn khởi, nhưng mọi việc là xung phong đi làm. Kết nạp đảng năm 18 tuổi khi đang là giáo viên dạy trường làng. Nghe theo tiếng gọi của non sông, cụ Niệm tham gia cách mạng, tham gia chiến dịch Việt Bắc đến chiến dịch biên giới, Thượng Lào Tây Bắc, chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau giải phóng, cụ về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Hưng. Dù ở cương vị nào, cụ cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cụ là tấm gương sáng cho thế hệ đảng viên trẻ, thanh thiếu niên hôm nay học tập, làm theo. Các con của cụ, người 50 năm tuổi đảng, người 40 năm tuổi đảng. Tôi là con gái thứ hai của cụ, thì cũng tiếp nối cái truyền thống của gia đình, được bố mình dạy bảo từ nhỏ cho đến lớn đi học, và cũng đã được kết nạp. Năm nay tôi đã ngoài 40 tuổi đảng rồi, và chị tôi cũng là 50 năm tuổi đảng, em trai tôi cũng 40 năm tuổi đảng, gia đình đều là đảng viên. Thế tiếp nối cái truyền thống của cụ thì chúng tôi dạy bảo các cháu noi gương của cụ, và để học hành để trở thành người, các con cũng đều là đảng viên hết, cũng đều công chức nhà nước. Rất là phấn khởi với những cái niềm vinh dự của mình vì đã được nối dõi cái truyền thống của bố mình để lại. Nay đã bước vào tuổi xưa nay hiếm, mùa xuân này, cụ Niệm luôn tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiếp tục đưa ra những chủ trương, nghị quyết đúng đắn, gắn với thực tiễn để đưa đất nước vững bước tiến lên. Phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo đảm gắn kết chặt chẽ. Trong không khí Tết đến xuân về, diện mạo nông thôn mới ở các địa phương huyện Kim Động như được thay da đổi thịt bởi những con đường bê tông trải dài. Đây là thành quả của sự chung sức đồng lòng giữa ý Đảng lòng dân, tạo nên khí thế phấn khởi vui mừng trước mùa xuân mới. Dọc tuyến đường của thôn Hạnh Lâm, xã Mai Động là những bờ tường bao, cánh cổng mới được người dân tự xây dựng lùi lại để dành phần đất mở rộng. Gác lại những khó khăn, toàn bộ các hộ dân ở đây đều đồng lòng ủng hộ với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Người góp công, người hiến đất, người ủng hộ vật chất để con đường hoàn thành vào tháng 3 năm 2020, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ xã thành công. Xây dựng lại cái con đường này cho nó khang trang thì nói chung là dân rất phấn khởi, rất tự giác, tình nguyện là hiến đất vào để cho nó rộng. Chỉ cần huy động là ủng hộ cái gì là để làm cho đẹp đường là ủng hộ ngay. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ đảng viên là những người đầu tàu đi gương mẫu, làm đến đâu thì nhân dân đầu tiên là đồng tình ủng hộ. Thế và thứ hai nữa là hiến đất, thế và cái đòi hỏi của dân thì cũng không là đòi hỏi phải đền bù. Không khí những ngày thi công cuối năm trên công trình đường giao thông ở thôn Đức Phú, Đức Hợp đang được đẩy nhanh tiến độ. Con đường có chiều rộng 4 mét, nay được mở rộng thành 8 mét. Vốn dĩ các diện tích mở rộng này đã được người dân canh tác trồng cây lâu năm. Nhưng khi có chủ trương mở rộng đường thì các hộ dân đều đồng thuận giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để công trình sớm được hoàn thành. Xây dựng tuyến đường
để góp phần thuận tiện cho việc đi lại, giao thông cũng như là vận chuyển hàng hóa. Mặc dù công trình thì chưa được hoàn thiện xong, về tâm lý của bà con thì rất là phấn khởi và tin tưởng vào đường lối của Đảng. Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt, là động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện Kim Động đã tranh thủ nguồn vốn, đa dạng các nguồn lực để hoàn thành nâng cấp, sửa chữa và hoàn thiện hơn 50 km đường liên xã, gần 100 km đường trục thôn kể từ khi bắt tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả này là nhờ vào sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên và sự ủng hộ của người dân. Điển hình như các đảng viên Lê Tuấn Sơn, thôn Nho Lâm, xã Mai Động, đảng viên Đinh Văn Lân, thôn Tả Trung, xã Chính Nghĩa. Đây đúng là một chủ trương đúng, cho nên là Ban Thường vụ Huyện ủy với tinh thần là xác định chỉ đạo làm sao mà cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thực ra chính là người dân được thụ hưởng với tinh thần là chủ thể. Vì vậy là có rất nhiều cái chỉ đạo quyết liệt nhưng mà cũng tạo sự đồng thuận bởi sự dân chủ, minh bạch, công khai. Khi ý đảng lòng dân được hợp nhất, phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ ở Kim Động, giúp huyện sớm hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai. Để đảm bảo an toàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức cá nhân doanh nghiệp khi đến giao dịch thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trung tâm đã bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí cửa ra vào, có nhân viên bảo vệ giám sát, yêu cầu người đến thực hiện thủ tục hành chính phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Bên cạnh đó, từ ngày 29 tháng 1 năm 2021, Trung tâm đã ban hành công văn số 06 yêu cầu các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của trung tâm tăng cường hướng dẫn người thực hiện các thủ tục hành chính nộp hồ sơ sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dịchvucong.hungyen.gov.vn. Để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính và nhận kết quả tại nhà. Trong trường hợp cấp thiết, hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp bưu điện tỉnh để vận chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nhằm chủ động và quyết liệt nâng cao hơn một mức phòng chống dịch COVID-19, ngày 2 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 248 về việc bổ sung các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc dừng một số hoạt động dịch vụ ăn uống từ 0 giờ ngày 3 tháng 2. Ghi nhận của các phóng viên thời sự trong ngày 3 tháng 2. Bình thường, mỗi ngày nhà hàng Vườn Trúc ở thành phố Hưng Yên phục vụ khoảng 70-80 suất ăn. Tuy nhiên, sau khi có công văn số 248 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các nhà hàng quán cà phê, giải khát không phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ khách mang về. Ngay từ sáng ngày 3 tháng 2, nhà hàng nghiêm chỉnh chấp hành quy định này. Tỉnh chỉ đạo phải dừng hoạt động, thì không bán hàng tại chỗ đây, mà tôi chỉ khách nào gọi điện nên tôi ship hàng đi thôi. Ghi nhận trong buổi trưa ngày 3 tháng 2, nhiều nhà hàng lớn ở thành phố Hưng Yên như Phố Cũ, San Đồng, Quảng Đông đã dừng phục vụ khách tại chỗ, chỉ phục vụ khách mua về. Một số nhà hàng ở huyện Tiên Lữ như Đăng Châu, Uy Anh, Lâm Viên cũng đóng cửa và không phục vụ khách tại chỗ. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm yêu cầu các cơ sở này ký cam kết thực hiện nghiêm công văn số 248 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại một số địa phương khác như huyện Văn Giang, Khoái Châu, theo ghi nhận trong sáng và trưa ngày 3 tháng 2, nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống cũng đồng thuận và chấp hành nghiêm quy định. Nhà tôi thì kinh doanh quán nước, với cả ở trên thì làm còn làm spa. Thì thông qua thì tôi có thấy công văn ở tỉnh thì với cả trên loa phát thanh của xã thì hôm sau sáng nay bắt đầu đóng cửa. Nhà tôi là bán hàng ăn, tôi chỉ phục vụ khách mang về thôi, không có phục vụ tại cửa hàng. Tuy nhiên, ghi nhận trong buổi trưa ngày 3 tháng 2, còn một số quán ăn, quán cà phê, quán nước ở thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ vẫn mở cửa phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Do mới chỉ là ngày đầu thực hiện công văn số 248 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nên đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chỉ nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở dừng ngay việc phục vụ khách ăn uống tại chỗ và ký cam kết thực hiện nghiêm công văn số 248 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có yêu cầu các địa phương phải nâng cao hơn một mức, nhanh hơn một mức trong phòng chống dịch COVID-19. Do đó, việc nâng mức độ phòng chống dịch theo công văn 248 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên là cần thiết. Mong rằng có sự đồng thuận và chấp hành nghiêm của mỗi người dân cũng như các tổ chức và doanh nghiệp đối với chủ trương này để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại giá rau xanh các loại đang giảm mạnh, nhiều loại giảm 50% so với cách đây 2 tuần. Nếu như cách đây 2 tuần, giá bắp cải, súp lơ có giá 10 đến 12.000 đồng một chiếc thì hiện chỉ còn từ 5 đến 7.000 đồng một chiếc. Cải ngọt, cải chip có giá 5.000 đồng một bó thì nay có giá 3.000 đồng một bó. Các loại củ quả như cà chua, đỗ xanh, cà rốt trước có giá 20.000 đồng một kg thì nay có giá từ 8 đến 10.000 đồng một kg. Theo các tiểu thương kinh doanh tại chợ gạo phường An Tảo, thành phố Hưng Yên cho biết, nguyên nhân dẫn tới giá rau giảm mạnh là do thời tiết thuận lợi cho rau phát triển nên bà con nông dân đang tập trung thu hoạch. Thêm vào đó, hiện đang là mùa của các loại rau củ kể trên nên nguồn cung tăng vọt. Dù giá rau hạ nhưng lượng khách đến chợ mua rất vắng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, người dân hạn chế ra ngoài. Năng động trong đàm phán ký kết đơn hàng nên tổng kết năm 2020, công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh trên địa bàn huyện Kim Động vẫn giữ ổn định doanh thu và việc làm cho người lao động. Tổng kết năm 2020, hơn 50% trong tổng số 800 lao động đang làm việc tại công ty có tổng thu nhập trong năm đạt trên 100 triệu đồng một người trở lên. Tiền thưởng Tết đạt bình quân 9 triệu đồng một người, đến nay công ty đã ký đơn hàng đến hết quý 2 năm 2021, chủ yếu là hàng jacket, quần thể thao xuất khẩu vào thị trường Mỹ và có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất lên 1.000 lao động. Trong bối cảnh khó khăn rất lớn và nhiều doanh nghiệp gặp phải, thì việc giữ ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động cũng như có mức thưởng Tết khá như của doanh nghiệp là cả một sự nỗ lực cố gắng lớn. Hưởng ứng cuộc phát động chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại ở phía sau, công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ trao tặng tiền xây nhà ở gia đình chính sách và hộ nghèo ở hai xã Yên Phú, Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Công ty trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hai gia đình liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo ở xã Yên Phú, mỗi gia đình 100 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ của công ty cùng với gia đình, chính quyền địa phương, bà con làng xóm đã giúp các hộ xây dựng ngôi nhà mới khang trang, đảm bảo theo tiêu chí 3 cứng là nền cứng, tường cứng và mái cứng. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, công ty tặng 140 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn hai xã Tân Lập và Yên Phú. Trong những ngày cuối năm, các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng. Một trong những nguyên nhân chính là do những người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Năm 2020, toàn tỉnh xảy ra hơn 160 vụ tai nạn giao thông, làm chết 115 người, bị thương 106 người. Riêng trong tháng 1 năm 2021, xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 7 người. Trong đó có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử ngày 24 tháng 1, làm 2 người chết. Nguyên nhân các vụ tai nạn được xác định là xe không quan sát, phóng nhanh vượt ẩu hay đi lấn hết phần đường của xe đi ngược chiều, điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia, không tập trung và lượng người tham gia giao thông tăng đột biến. Tùy theo các tính chất các lỗi vi phạm thì có những mức phạt cụ thể để vừa đảm bảo sức răn đe đối với người tham gia giao thông và cũng từ đó để người tham gia giao thông có ý thức chấp hành hơn. Ngoài ra, thêm một nguyên nhân nữa là do người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông chưa tuân thủ nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Công tác quản lý lái xe của một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả, trong khi lực lượng chức năng thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, tuần tra kiểm soát còn mỏng trên các địa bàn quản lý. Để ngăn chặn tình trạng lạm dụng rượu bia gây tai nạn giao thông trong dịp này, lực lượng công an các địa phương tăng cường xử lý quyết liệt người uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông. Để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, thì phòng cảnh sát giao thông cũng đã chủ động tham mưu cho giám đốc công tỉnh là triển khai cái kế hoạch cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết
Nguyên Đán đã tập trung vào xử lý các trường hợp vi phạm và nó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như là vi phạm nồng độ cồn, xe quá tải, rồi xe tránh vượt không đúng quy định, chạy quá tốc độ. Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục hoàn thiện, triển khai quyết liệt các cơ chế chính sách có ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.